Gửi đến Hồng, người bạn thân đặc biệt của mình. Ấn tượng đầu tiên của Thương về Hồng đó là nhìn Hồng y chang nhân vật hoạt hình với cặp kính dày cộp, suốt ngày ôm chuyện đọc. Còn Hồng thì nói Thương là một con nhỏ khó ưa, khi nào mà cũng đăm đăm tỏ ra là trưởng thành. Ấy vậy mà bọn mình lại trở thành cặp bạn thân dính với nhau suốt 4 năm đại học cho tới bây giờ. Thân tới mức mọi người nghĩ rằng bọn mình yêu nhau, mà sự thật đứa nào cũng mê trai như nhau. Mình còn nhớ chuyến du lịch đầu đời của mình là nhờ bạn trúng thưởng kem Connecto. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch qua quận 7 để nhận giải. Và đã trải qua một cái chuyến du lịch tại Đà Lạt rất là vui và đầy ắp kỷ niệm. Rồi tới lúc mình quyết định nghỉ công việc thứ hai, bạn tặng mình một chuyến du lịch thanh xuân 12 ngày từ Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội tới Sapa. Và gần đây là chuyến du lịch giải ngố Busan, Seoul đầy ắp những kỷ niệm và tiếng cười. Bạn luôn vỗ ngực với mình là bạn có tính keo bẩm sinh, mà mình cũng thấy vậy. Vậy mà không hiểu tại sao bạn luôn rộng rãi đối với mình, vì bạn biết mình là một con bạn đỗ nghèo khỉ chính hiệu. Bạn hơn mình về mọi mặt, thông minh hơn mình, xinh đẹp hơn mình và kiếm được nhiều tiền hơn mình. Còn mình không có gì ngoài sự chân thành, tử tế và bao dung. Có lẽ vì thế mà trái tim chạm tới trái tim. Rồi mình còn nhớ đợt mình bị Covid, hậu quả rất là nặng nề, mình mất ngủ 6 ngày 6 đêm. Mình đã chuẩn bị đi giải cứu thế giới, giải cứu luôn chị Phương Hằng. Chính bạn là người kéo mình lại. Bạn khóc lóc, xin mình hãy tỉnh lại. Bạn nói bạn cũng đã từng bị vậy và bạn đã chuẩn bị hóa thành tiên rồi. Khoảnh khắc đó mình bình tĩnh và mình đã đến bệnh viện để cấp cứu, dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ kịp thời. Cảm ơn bạn vì tất cả, người bạn đặc biệt trong cuộc đời mình.